Hello các bạn, mình tên là Hana, hôm nay mình 5 tuổi, mình sẽ quay cái con chim này nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ có một con chim vậy. Hả miệng nha các bạn, mình cầm cái mẫu của mình là hả miệng nó ra. Hả miệng ra nè. Thì cái này nó sẽ rong suốt nó ra nè. Nó sẽ vô đây. Hả miệng vậy. Nếu mình đóng cái miệng này lại á thì cái lông phước này nó sẽ chỉnh lên nè các bạn ơi, cái lông phước này. Thì còn cái này cái đồ trắng cái con chim đây. Rồi tiếp theo là cho mình chút cho mình với tay. Thì đây là cái muỗng để mình ăn này, mình không ăn đâu, chịu. Mình hơn. Dưới đây. Thì còn đây cái này các bạn, cái này còn cái này cái con cái đồ để đánh cái hình tròn này vô nè, mình sẽ đánh nha. Score nè các bạn, nếu mà các bạn tháo nó ra này, các bạn đổ miếng nước vô đây xíu 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 cho nó tỏ hướng dẫn, hãy đổ nước lạnh nha các bạn hãy đổ nước lạnh nè, trong này có đổ nước lạnh xong chế vô cái này nè các bạn nha, lấy cái nước lạnh các bạn chế vô, lấy cái này cho mình coi các bạn đây, các bạn lấy cái cọ nè các bạn nhúng vô đây nè, xem các bạn quẹt lên nè, comment chữ trắng các bạn hỏi làm nha. Nếu mà các bạn muốn kẹt chơi thì có thể chơi đây, đây là cái đồ của mình. Bây giờ bạn sẽ đứng chim này ra cái đây. Đây, đẹp không? Đây, 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 đây. Để tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn quyết tình vui vẻ. Nghỉ lao nha.